Thưa quý vị, công tác truyền thông quảng bá du lịch của thành phố Đà Nẵng đã và đang được tích cực triển khai với nhiều nội dung sáng tạo, hoạt động sôi nổi kết hợp cùng với việc tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tiêu biểu là quảng bá du lịch trên các trang mạng xã hội, qua đó góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước đến với thành phố. Xu hướng kết nối với các KOL là người có sức ảnh hưởng, micro influencer là người có lượng fan dưới 30.000 lượt theo dõi và TikToker, người chơi mạng xã hội TikTok nổi tiếng để tham gia quảng bá trên các trang mạng xã hội được xem là một trong những định hướng truyền thông mà du lịch Đà Nẵng đang duy trì và phát triển. Đây chính là kênh truyền thông hiệu quả và lan tỏa nhanh nhất đến với du khách trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Theo đó, mới đây, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Truyền thông Đa Phương Tiện GDL đã ký kết thỏa thuận tăng cường hợp tác, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Đà Nẵng trên các nền tảng mạng xã hội. Vì đây là một cái công ty có tiếng nói và có uy tín trong ngành truyền thông, đặc biệt là truyền thông trên mạng xã hội. Và đây cũng là một cái chuỗi, nằm trong cái chuỗi hoạt động mà chúng tôi đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch thành phố Đà Nẵng thông qua những cái kênh mạng xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và áp dụng những cái công nghệ 4.0. Thời gian qua, Đà Nẵng cũng đã đẩy mạnh sáng tạo quảng bá du lịch Đà Nẵng trên các trang mạng xã hội, kênh truyền thông trực tuyến đạt nhiều hiệu quả. Cụ thể, truyền thông thông qua trải nghiệm của các KOL là người nổi tiếng, thực hiện 7 video clip, 104 video chuyên đề về Đà Nẵng và bộ ảnh bài viết về thành phố. Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho biết, việc kết nối hợp tác với các công ty truyền thông đa phương tiện là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Đà Nẵng đến với giới trẻ, một trong những nhóm khách du lịch đầy thu hút với thị trường Đà Nẵng. Chúng tôi vẫn luôn duy trì và tìm kiếm những cái đối tác mới hàng năm để có thể là liên tục đẩy mạnh cái hình ảnh Đà Nẵng trên càng nhiều những cái kênh, đặc biệt là những cái kênh có sức thu hút và lan tỏa đến với giới trẻ. Trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay, cùng với việc hầu hết mọi người đều sử dụng Internet, nhất là truy cập các trang Facebook, Instagram, TikTok, thì việc đẩy mạnh truyền thông trên các trang mạng xã hội được xem là giải pháp truyền thông đúng đắn, bắt kịp xu hướng và kịp thời tiếp cận với du khách. Qua đó, hình ảnh du lịch Đà Nẵng sẽ được quảng bá rộng rãi và vươn xa hơn trên toàn cầu.